cho mọi người có không ủng hộ lệ, hay là người đời có nhìn lệ như thế nào đó mình không còn biết, nhưng mà đối với mình, lệ vẫn luôn là một người phụ nữ. Mà phụ nữ thì đáng được trân trọng chứ, đúng không? Mà mẹ lên.